Bây giờ mình đi ra mình hái xả lá chanh thái số 8 vô mình làm chân gà. Mình bẻ xả đây. Nhổ được 5 cây xả. Bây giờ mình hái chanh lá số 8 đây. Bây giờ mình đi sau vườn mình kiếm tắc mình hái. Tắc thì không còn được nhiều, chỉ có vài trái thôi. Hôm nay cho tắc bị hư nhiều quá. Cuối cùng mình đã hái được bao nhiêu đó tắc đã chanh và xả. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm món chân gà xả tắc. Mình có chân gà đã rửa sạch, rửa qua muối với lại giấm rồi. Và đây mình có xả, lá chanh số 8, ớt và tắc và gừng. Bên đây là mình có một chén nước mắm, một chén đường, 5 muỗng canh giấm táo. Cách mình làm đường với nước mắm thì theo cách mẹ mình chỉ thôi, mình chỉ làm một của đường và nước mắm. Còn cái độ mà chua hoặc là ít chua thì tùy theo mình, mỗi người thích chua nhiều hay ít thì mình bỏ giấm hoặc là tắc nhiều hơn. Gia đình mình thì lúc nào cũng làm nước mắm thì một trong một, một chén nước mắm, một chén đường, chanh nhiều khi thì một chén hoặc là lưng. Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm nha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ cắt một mớ xả để mình luộc chung với gà. Mình sẽ cắt cái phần đầu này ra để mình luộc chung với là gà. Và một ít gừng. Để mình bỏ vô mình luộc trong cái gà để cho nó bán cái mùi hôi. Rồi mình cũng phải đập nó ra để cho nó ra cái mùi. Giờ mình cũng sẽ bỏ một ít lá chanh số 8 vô trong luộc với gà để cho nó có cái mùi thơm. Và bây giờ mình sẽ bắt nước lên, để nó sôi lên mình mới bỏ chân gà vô. Lúc này nước cũng đã sôi rồi, bây giờ mình bỏ chân gà vô. Bỏ chân gà vô sao nước nó ngập mặt được nha các bạn. Giờ mình tiếp tục mình sẽ bỏ những cái lá chanh số 8 vô và gừng với lại xả mình đập dập. Sau đó mình sẽ đè mấy cái này xuống cho nó ngập nước lên.
rồi mình đậy nắp lại cho nó sôi. Mình luộc khoảng chừng 20 cho tới 30 phút tùy theo mình muốn nó mềm bao nhiêu, mềm thật mềm hay là nó còn cứng cứng. Mình thì mình sẽ luộc mềm tại vì nhà ba mình với mấy đứa nhỏ thích ăn mềm, cho nên mình sẽ để khoảng 30 phút. Mình luộc khoảng 30 phút xong rồi mình sẽ lấy ra mình ngâm nước đá với lại nặng thêm một miếng chanh vô, rồi để nguội mình mới làm bỏ vô nước ngâm. Và rồi trong thời gian mình chờ đợi, mình sẽ cắt sả này ra, mình sẽ cắt sả này ra xéo xéo để chúng mình bỏ vô mình ngâm chung với lại nước mắm mình nấu. Mình cắt mỏng mỏng ra. Mình cứ cắt hết. Những cái cọng sả này càng nhiệt thì nó thơm thôi, không có sao hết. Giò này hơi lục. Sả này mình cũng hái ngoài vườn của mình thôi. Với lại lá chanh cũng vậy, tắc cũng vậy. Mỹ này thì đa số ở nhà ai cũng có trồng một ít ở ngoài vườn. Sắc từ nãy giờ cuối cùng mình cũng sắc tới cầm cuối cùng rồi. Dao lục quá đi. Sau khi mình cắt cái này xong mình sẽ cắt tới tắc và ớt. Ớt thì mình sẽ dùng ớt không có cay, do là tại vì mấy đứa nhỏ mình nó không ăn cay được. Hôm nay thứ bảy giờ mình đi làm, ở nhà con mình ngủ, mình tranh thủ mình làm cái món này, lâu lắm mình cũng không có làm tại mình cũng hơi bận. Với lại giờ này mình cũng ăn chay, bây giờ mình làm này để chừng vài ngày mình mới ăn. Còn tắc thì mình sẽ cắt làm ba, mình bỏ hạt. Mình dùng càng nhiều tắc thì nó càng thơm thôi chứ không sao hết. Ok, tiếp mình sẽ cắt ớt ngọt. Ớt để cho có màu đẹp thôi chứ nó không có cay thì mấy đứa nhỏ mình không ăn cay được. Đây, cái chân gà của mình nấu đây khoảng được 20 phút rồi. Mình sẽ để thêm 10 phút nữa, tại vì mình muốn để cho nó mềm thật mềm đó. Rồi sau đó mình mới vớt chân gà ra và bỏ vô nước đá. Trước khi mình bỏ vô cái thau nước đá, mình sẽ bỏ một miếng chanh vô. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nước mắm nha các bạn. Mình sẽ đổ nguyên cái nước mắm này vô trong cái nồi và bắt lửa lên bếp. Thì mình sẽ bưng chén nước mắm mình đổ vô trong cái nồi. Và sau đó mình sẽ bỏ giấm vô. Là muỗng canh nước giấm. Và cuối cùng mình sẽ bỏ một chén đường vô. Mình để cho nước mắm nó sôi lên rồi mình có thể tắt lửa. Để lửa lớn quá nó cháy nồi rồi. Mình tắt lửa xong rồi mình để cho nó nguội, thật nguội mình mới bỏ chân gà với lại sả tắc lá chanh vô trong cái hũ mình ngâm. Đây, bây giờ mình đã chuẩn bị một cái thau nước đá với lại chanh ở trong đây rồi. Tới lúc này là gà của mình đã nấu được khoảng 30 phút hơn rồi. Bây giờ mình sẽ rớt nó ra và bỏ vô nước đá để cho nó nguội. Ba đây nè con.
Xong vô kêu bảo dậy đi. Và đây mình đã vớt ra hết rồi, và ngâm trong nước đá để cho nó nguội. Sau khi nước mắm nó nguội rồi, mình sẽ bỏ xả tắc và ớt vô cái nồi. Đợi nó nguội rồi mình sẽ ngâm chân gà vậy. Sau khi mình ngâm chân gà trong nước đá được khoảng 10 tới 20 phút, mình sẽ vớt nó ra và mình bỏ vô cái thau để cho nó ráo nước. Cho nó ráo nước xong rồi mình mới bỏ vô hũ bắt đầu mình ngâm nó. Mình sẽ lấy ra hết những cái xả đồ mình luộc. Đây, chân gà mình đã rớt ra hết. Bây giờ mình sẽ bỏ vô ngăn mát của tủ lạnh tầm khoảng 30 phút. Và sau 30 phút mình lấy ra khỏi tủ ngăn mát. Bây giờ mình sẽ bỏ vô hũ và mình đổ nước mắm chanh xả tắc ớt vô trong để mình ngâm. Đây, mình ém vô cũng đầy hũ rồi. Chắc mình không ém được nữa, còn dư ra mấy cái này chắc ngồi ăn chấm muối tiêu. Không được ém quá nhiều, ém nhiều quá thì mình đổ nước vô không được. Thôi bây giờ chắc mình ngừng về thôi. Mình bắt đầu bỏ nước mắm với chanh xả tắc mình vô trong cái hũ chân gà nha. Tới giờ phút này thì nó cũng đã nguội hết rồi. Trong tủ lạnh mình mới vừa lấy ra. Bây giờ mình bỏ, mình đổ vô nha. Nước mắm với là chanh xả tắc vừa đủ cái hũ này luôn. Phải ém ém xuống một chút cho nó xuống dưới. Chỉ vậy thôi. Bây giờ mình bỏ vô ngăn mát, có thể ăn trong vòng 3 tiếng hoặc là nếu mà muốn thấm hơn thì vài ngày nữa. Mình bỏ vô, mình ém xuống xong miễn sao nó ngập nước là được rồi. Đừng có để cho nó không có ngập nước thì nó sẽ hư mấy cái ớt chanh xả tắc đồ. Vậy mình ém nó xuống thôi. Mình không phải là chuyên nghiệp cho nên mình chỉ có chia sẻ những gì mình thích thôi. Làm vườn, trồng cây, đôi lúc thì nấu ăn. Nhưng mà có thời gian mình mới làm được chứ con cái còn nhỏ nên những lúc mà rảnh rỗi hoặc là con mình ngủ thì mình có thời gian chút thì mình làm thôi. Mình chém xuống rồi ở ngăn mát nha các bạn. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn thích thì cho mình một cái like và nhấn chuông để có thông báo những khi mình có video mới. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra chút thời gian để xem video của mình. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy nhấn like và subscribe và chuông để nhận được những thông báo mỗi lần mình có video mới.